Mến chào quý khán thính giả thân yêu của bản tin 24 giờ. Thủy Vân rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong thời lượng của bản tin. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế diễn ra trong 24 giờ qua. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày trước, hình ảnh xúc động về toàn bộ tòa nhà ở Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam bị cuốn trôi được lan truyền trên mạng xã hội. Vào thời điểm đó, nhiều ngôi nhà ven đường bị đổ sập xuống nước sau khi tòa nhà bên cạnh đè chúng. Những người chứng kiến cảnh tượng này đã hét lên kinh hoàng. Đoạn video được tải lên từ Internet cho thấy một tòa nhà bị lũ đánh sập, ngôi nhà bị lũ cuốn trôi về phía hạ lưu. Một số nhân chứng đã hét lên, nhà bị cuốn trôi rồi. Đám đông lại hét lên kinh ngạc, ôi chúa ơi! Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra hôm chủ nhật vừa qua tại huyện Trần Hy, Hoài Hóa, Hồ Nam hiện chưa rõ có thương vong hay không. Theo thống kê của Cục Khí tượng huyện Trần Hy, từ 0 giờ đến 14 giờ ngày chủ nhật, trên địa bàn huyện xảy ra mưa to đến rất to, có nơi mưa cực to. Tính đến 14 giờ ngày chủ nhật, đã có 3 xã có lượng mưa từ 12 giờ, lớn hơn 250mm. Từ 13 giờ ngày chủ nhật, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của huyện Trần Hy đã nâng ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2. Theo báo cáo, mưa xối xả liên tục từ tối ngày thứ Bảy đến ngày chủ nhật đã gây ra lũ lụt ở nhiều nơi của quận Subu, khiến cây giống và cây cam ở làng Đồn Thanh Giang dọc theo sông Tây Hà ở thị trấn Đại Giang Khẩu đã bị ngập lụt. Quan âm nhạc của quốc gia quốc lộ G241 tổng cộng có 7 con đường bị sập, bao gồm đoạn Sa Đôi thuộc thị trấn Đại Giang Khẩu, quốc lộ G354. Một vụ lở đất nhỏ đã xảy ra ở nhiều ngôi làng của thị trấn Thần Tử Hồ. Theo thống kê chính thức của Hồ Nam, tính đến 8 giờ ngày thứ Ba, lượng mưa lớn đã khiến 260.743 người ở Hồ Nam bị ảnh hưởng, 22 triệu hecta hoa màu bị ảnh hưởng, 194 ngôi nhà của 98 hộ gia đình bị sập. Thưa quý vị, hàng năm thời kỳ đỉnh điểm mưa lớn liên tục là mùa lũ ở Nam Trung Quốc. Tuy nhiên, thời điểm mưa lớn năm nay đã được lùi tới cuối tháng này và đầu tháng tới của các năm trước sang giữa tháng này. Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Quảng Đông đã báo cáo rằng, do ảnh hưởng của lượng mưa lớn, nhiều nơi ở Quảng Đông đã phải hứng chịu thiên tai như mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất. Tính đến 11 giờ ngày thứ Sáu tuần này, tổng số 479.600 người đã bị ảnh hưởng ở Thiều Quan, Hà Nguyên, Mai Châu, Triệu Khánh, Thanh Viễn và những nơi khác, với 27,13 ha hoa màu bị ảnh hưởng và 1.729 ngôi nhà bị sập, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục. Mực nước các con sông ở thành phố Thanh Viễn tiếp tục dâng cao. Theo theo dõi của ngành thủy văn, tính đến 8 giờ ngày thứ Bảy, có tổng số 25 trạm thủy văn trên địa bàn thành phố vượt ngưỡng cảnh báo. Mực nước 8 hồ chứa lớn và vừa vượt giới hạn lũ cho phép. Thành phố Thiều Quan nằm ở phía bắc của tỉnh Quảng Đông đang phải đối mặt với tình hình kiểm soát lũ lụt nghiêm trọng. Kể từ trận lũ năm nay, lượng mưa trung bình tích lũy của thành phố đã đạt 798,8mm, có khu vực đạt 1.672,5mm, vượt qua giá trị cực trị lịch sử cùng kỳ kể từ khi có ghi chép khí tượng. Trận lũ lụt thứ hai năm nay xảy ra ở Bắc Giang để đối phó với mực nước đỉnh lũ của sông Bắc Giang. Bộ Chỉ huy Phòng thủ thành phố Thiều Quan đã nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt lên cấp 1, cấp cao nhất vào lúc 7 giờ ngày thứ Bảy, yêu cầu tất cả những người bị ảnh hưởng ở cả hai bên bờ sông Ngô Giang, sông Trấn Giang và sông Bắc Giang phải chuyển đến nơi an toàn. Mưa lớn gây ra thảm họa nghiêm trọng ở nhiều nơi, không chỉ ở Quảng Tây, nhiều người bị mắc kẹt, nhà cửa của họ bị sập và 15 người được cho là đã thiệt mạng. Tại Quảng Đông, lính cứu hỏa và các phương tiện đã nhanh chóng bị nước lũ cuốn trôi. Thật không may, các trụ cầu bị trượt và sập do đất đá, trụ cầu không chịu nổi sự xói mòn của lũ. Ngoài ra, tại Giang Tây, do việc nạo vét hạ lưu và các hồ chứa chưa hoàn thành, nên các thị trấn cũng bị ngập lụt do mưa lớn. Quý vị thân mến, tuần qua mưa lớn đã đổ xuống nhiều nơi ở tỉnh Hồ Nam, gần 300.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Thành phố cổ Phượng Hoàng ở phía tây của Hồ Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ lớn. Một số lượng lớn vali trôi giạt trên sông. Lực lượng cứu hộ đã đến từng nhà để tìm kiếm và giải cứu những người bị mắc kẹt. Theo báo cáo của truyền thông địa phương, tính đến nay trận mưa xối xả đã khiến gần 300.000 người ở tỉnh Hồ Nam bị ảnh hưởng, 24 người chết, 17 người mất liên lạc, hơn 10.000 người phải di rời khẩn cấp, 210 ngôi nhà bị sập và 13.100 ha mùa màng bị thiệt hại. Kể từ đầu tháng, miền tây của Hồ Nam và miền bắc của Hồ Nam liên tục có mưa lớn. Mưa lớn bất thường xảy ra ở huyện Tự Trị Miêu Miêu, huyện Du Si, huyện Phượng Hoàng, huyện Đào Giang, huyện An Hoa, huyện Đào Viên và những nơi khác đã vượt quá mức nước đảm bảo an toàn. Mưa lớn còn gây ra nhiều thiên tai như sạt lở đất, tràn hồ, sập nhà, ngập úng đô thị ở nhiều nơi. Thành phố cổ Phượng Hoàng ở phía tây của Hồ Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lớn và lũ. Các video được đăng trên Internet cho thấy một số ngôi nhà và nhà trọ bị ngập lụt, mặt cầu bị nhấn chìm bởi dòng nước chảy xiết. Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người bị mắc kẹt từ nhà này sang nhà khác. Từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay ở quận Tương Tây, tỉnh Hồ Nam hứng chịu mưa lớn. Mực nước dâng cao khiến một phần của thành phố cổ Phượng Hoàng bị ngập lụt. Theo dự báo thời tiết ở Hồ Nam, có 6 trạm ở huyện Phượng Hoàng có mưa lớn. Lượng mưa lớn nhất là ở thị trấn Du Ly, thị trấn Điêu Gia Kiều đạt 264,5mm. Lượng mưa lớn khiến sông Đà Giang ở Phượng Hoàng dâng cao. Bộ đã đưa ra một ứng phó khẩn cấp về mưa bão.
Một đoạn video cho thấy lượng mưa lớn hành lý trôi xuống sông Đà Giang trong thành phố cổ và một tủ đông lạnh chứa đầy kem que cũng đang trôi nổi và chìm trên sông. Và khoảng 5 giờ sáng ngày hôm nay, khu tự trị Miêu Miêu ở Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam đã hứng chịu một trận mưa lớn, xảy ra sạt lở đất ở đoạn đường hầm Long Gia Bảo của huyện, gây ra hư hỏng đường xá và nhà cửa. Tính đến 9 giờ 30 ngày hôm nay, đã có 12 người thiệt mạng và 6 người mất liên lạc. Vào lúc 9 giờ ngày hôm nay, một vụ lở đất cũng đã xảy ra tại làng Nghĩa Vương, thị trấn Nghĩa Vương, huyện Đào Viên, thành phố Trường Đức, khiến 3 ngôi nhà bị vùi lấp và 9 người bị mất liên lạc. Có một trận mưa xối xả bất ngờ ở Đào Giang, Nghi Sương, tỉnh Hồ Nam vào ngày hôm nay và có nguy cơ bị lũ lụt. Theo báo cáo chính thức của phương tiện truyền thông, tính đến 7 giờ 30, lượng mưa cao nhất ở thị trấn Tam Đường Giới, huyện Đào Giang đạt 431,9mm và lượng mưa trung bình trong 12 giờ của quận là 172,9mm. Một đoạn video được đăng tải lên mạng cho thấy cầu Tam Quan bị nước cuốn trôi dữ dội. Lúc tràn vào thành phố, nhà một tầng bị ngập hết, người dân đi lại quanh nhà, nước ngập đến đầu gối. Một người dân quay lại video cho biết 10 giờ sáng ngày hôm đó lũ tràn về. Đây là trận lũ lụt lớn nhất trong 10 năm qua. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ quét tại đoạn Quy Ao thuộc làng Đại Vu Sơn, thị trấn Tam Đường Giới, tỉnh lộ 319. Một số đoạn đường bị ngập khiến các phương tiện không thể qua lại. Bộ Quốc phòng tỉnh Hồ Nam đã nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ từ mức 4 lên mức 3 kể từ 7 giờ tối ngày hôm nay. Ở phía tây Bắc Trường Sa, ở phía tây Thiệu Dương, Nhạc Dương, phía nam Trường Đức, phía nam Trương Gia Giới, Nghi Dương, Hoài Hóa, phía tây Lao Si và phía nam tỉnh Tương Tây, khu vực này có mưa to và mưa to cục bộ. Kính thưa quý vị, cảnh báo mưa bão toàn quốc đã được ban hành trong 29 ngày liên tiếp tại Trung Quốc. Vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ Bảy, Đài quan sát khí tượng Trung ương đã liên tiếp đưa ra cảnh báo thảm họa thiên tai, cảnh báo màu xanh cho mưa bão, mưa lớn, dông bão, mưa đá, lũ quét và sẽ tới tấp xảy ra. Đài quan sát khí tượng Trung ương liên tục đưa ra cảnh báo mưa bão vào lúc 8 giờ ngày thứ Bảy. Dự kiến từ 8 giờ ngày hôm nay đến 8 giờ ngày mai, lưu vực phía Nam Từ Xuyên, Đông Bắc Vân Nam, gần như toàn bộ Quỳ Châu, Tây Bắc Quảng Châu, trung bộ của Hồ Nam, Tây và Đông Bắc Giang Tây, phía Bắc của Phúc Kiến, phía Nam của Chiết Giang cùng các khu vực khác xảy ra mưa to và mưa bão rất to. Trong số đó, lưu vực phía Nam của Từ Xuyên, Tây Nam Quỳ Châu, Tây Nam Chiết Giang và những nơi khác có mưa bão từ 140 đến 190 mm. Một số khu vực nêu trên có kèm theo mưa lớn trong thời gian ngắn. Lượng mưa tối đa mỗi giờ là 60 đến 90 mm, có địa phương vượt quá 100 mm và có nơi xảy ra gió to mưa bão. Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo bão màu xanh về thời tiết đối lưu mạnh vào sáng cùng ngày. Dự kiến từ 8 giờ ngày mai, một số khu vực ở trung tâm Nội Mông Cổ, phía đông của Sơn Tây, miền nam của Sơn Đông, miền trung và miền bắc Giang Tô, đông bắc An Huy sẽ xảy ra dông bão và có gió cấp 8, cấp 10 hoặc mưa đá. Tác động của thời tiết khá nghiêm trọng. Một số khu vực ở phía nam Sơn Đông, miền trung và bắc Giang Tô và đông bắc An Huy trong thời gian ngắn có kèm theo lượng mưa lớn từ 50 đến 80 mm. Một số khu vực ở đông nam Từ Xuyên, tây nam Trùng Khánh, đông bắc Vân Nam, miền trung và tây Quỳ Châu, miền trung và bắc Hồ Nam, miền trung và bắc Giang Tây, miền trung và nam Chiết Giang có mưa to trong thời gian ngắn. Trong số đó, một số khu vực của phía đông Từ Xuyên, nam Quỳ Châu, đông Hồ Bắc, trung Hồ Nam, tây bắc Giang Tây, nam Chiết Giang có kèm theo cơn dông từ cấp 8 đến cấp 10. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe để đón xem những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Xin chào và gặp lại quý vị.